Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây, còn đây là... Hello, chào mọi người, cô là cô Tư đây. Hôm nay hai mẹ con mình sẽ mần thịt con gà chống nọc của cha mình nha mọi người. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, mình chờ rất là lâu rồi. Hôm nay mình với mẹ sẽ quyết định là mần thịt con gà đá của cha mình để làm món gà hầm xả. Chiều nay về cho cha mình ăn cơm. Ghê chưa? Mần gà chống ổng rồi chiều cho ổng ăn, ổng mất ngày chơi. Không biết là ổng có la mình với mẹ hay không mọi người. Gà của cha mình nhiều lắm, mần một con ăn không có sao đâu. Vài bữa nữa mình sẽ lén bắt thêm một con nữa, mình hấp rau găm quay cho mọi người xem nha. Nếu như ai mà đồng tình với ý kiến này thì hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Vợ hai mẹ con mình sẽ đi lên đây giật dừa để mà làm gà hầm xả. Đó, ngay mẹ luôn đó nha. Trời ơi, cái cây ánh dương của con đau lòng quá, ghim vô. Đau lòng con nhớ. Cái cây người ta đẹp ghê không? Đó, trời ơi. Trời ơi, chết cái bụi bông luôn. Chết em, sức lá không sao. Đây nè. Đấy. Trái dừa gì bị dài hòn như trái lựu đạn vậy trời ơi. Wow. Bữa nay cô hồ nấu cái gì vậy? Gà hầm xả. Gà này ở đâu cô? Gà chống nọc của cô. Có chứng giấy không cô? Chà bá luôn. Một chút cho con cái chứng giấy nha cô. Chào mọi người. Phú nè. Con gà đó đó mọi người. Đó, nó đang dí con gà mái này nè. Gì ra chưa? Đây là cây đu đủ trước cửa nhà mình nè. Đủ khá là cao so với mình luôn. Một quả. Liệu để ăn chung với gà hầm xả ớt gồm có cải bẹ xanh, bông mướp, gạo má, và xả, hai trái đu đủ, một gói mì và một con gà mấy ký? 3 ký. Một chai sa tế tôm và một chai tương xí muội. Thì mọi người hãy cùng xem mình với mẹ mình sẽ nấu món gà hầm xả ớt này như thế nào nha. Nếu thích video này thì hãy nhấn like cho mình ngay từ giây phút này nha. Mãi yêu. Mình sẽ chặt mấy trái dừa này ra để lấy nước. Mình sẽ hầm con gà yêu dấu nha mọi người. Mình mới thấy một đối tượng mới nữa. Mình mới thấy con gà của cha mình đẹp lắm. Chắc là chuẩn bị con đó mình hấp rau răm quá. Đấy. Làm gì? Nhắn tin với ghệ hay gì mà không xuống nhà tao chơi? Bên nào có. Ghệ còn nhắn tin với ghệ không? Xem còn. Hả? Sao không còn? Ờ, coi. Bậy bạ, đừng quen bậy bạ. Ngon quá mọi người ơi. Sắp hết bột nêm một ngọt. Cô sẽ cho 2 muỗng lưng lưng cọc phê bột nêm. Cho 2 muỗng cọc phê muối. Làm gì vậy? Nêm chó hả? 2 muỗng cà phê hạt nêm bột ngọt. Múc bang cùng phúng nghe. Phải ăn phải không Như, trong bịch mũ á. Đúng rồi. Tỏi với củ hành. Xíu thôi chứ nó nhiều. Cho
gì quên rồi. Xíu sa tế thôi. Sa tế tôm. Cô chứa khối kia mà sao ra? Khối gì? Còn cái đồ chắc chắn bịch vô nó mà. Không có trắng gì hết. Giờ được là nó sẽ lâu. Trời. Wow. Chứ sao? Hết luôn hả? Hôm rồi gà hầm thớ con có ăn rồi dính từ đồ ăn thấu hộp đó. À, có mà. Con. Có. Có không trời? Không có. Không nhớ. Như huyết chất đỏ, như huyết luộc trắng, như xíu huyết hả? À? View gút đi mổ lúc nào à, ta chích thuốc tê ở tài phố cũng mê chứ. Ngủ rồi ta mổ. Hay. Nguyên con rít vậy hả? Nguyên con rít chơi đầy đường với cục đây nữa. Dữ vậy? Đúng rồi. Ngủ dậy rồi đã xong. Đau không? Nhớt. Hết thuốc là nó nhớt khủng khiếp. Nhớt trong xương giống như là có con gì bò không nha. Trời ơi, rồi làm sao? Thì thôi, đi làm ăn món gì ngon rồi sẽ hết nhớt. Thì hả? Đúng rồi. Nhớt tới bao lâu mới hết? 5-6 phút. Kỳ vậy, nhớt có xíu vậy hả? Nhớt có tầm một chút xíu xíu vậy là hết. Ừ, mà nhớt hoài luôn không? Đâu có, nó nhớt mới mổ rồi nhớt rồi chứ đâu nhớt hoài. Không ghê hả? Thấy bình thường. Trời ơi, ghê trời. Xả tỏi vô khi cho thơm coi. Nó săn lại tí xíu rồi mình sẽ cho nước dừa vô đây, băm 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 đu đủ vô rồi mình sẽ hầm nó trong vòng là 3 ngày 3 đêm rồi sẽ có ăn nha mọi người. Cái gì mà 3 ngày 3 đêm giờ 2 giờ là Phú đi học rồi. Tại chị ba nói vậy chứ 2 tiếng hồ à coi. Gì sắp được ăn rồi. Ngủ giấc rồi dậy ăn nha con. Không chịu đâu. Hái cây trước cửa luôn. Sao nó không chín hả? Hồng hồng. Một trái mỗi dịch rồi. À, mình sẽ cho đu đủ non vô nha mọi người. Thôi gà con nó gà trống nọc nó hơi dè. Cô bỏ đủ vô trên nó mâm. Đó. Lát bỏ đủ ăn. Ngày bỏ đủ đủ non vô cho mâm. Con gà này đã chinh chiến rất là nhiều độ rồi, đã thắng rất là nhiều độ rồi nha mọi người. Giờ nó không còn khả năng để sinh sản nữa. Mới bắt mình hầm xả, chứ nếu như mà nó còn khả năng để mà sinh sản, đập máy độ hang là dễ gì mà bắt được với cha của mình. Wow, củ dền, cà rốt, rau muống. Rồi ok. Con gà ăn ôm, giờ con gà ôm nước. Nước che ghi. Ăn miếng khớp. Trời ơi. Miếng dễ teo à. Trời ơi, gọi không nha. Bây giờ giờ tôi sẽ ăn một lần 2 trứng luôn nha. Nóng thấy bà luôn. Bao. Dạ. Ừ. Đem bán cho Phú thử. Chưa ra trước miệng. Ủa, nóng. Nóng thôi để ăn chứ. Nóng mày đã. Để chút mì ăn. Vừa ăn chưa? Thấy ngon. Vừa ăn. Mềm chưa? Chắc còn dai vậy. Ăn được. Ngon không? Thì bò hay gì dai dai rồi. Hả? Sao rồi? Gà như thịt bò. Gà ai? Chứ mềm không? Cơ mà. Nổi tiếng đi. Ngon không? Ngon mà hơi dai rồi. Tao cắn miếng rồi. Này. Cắn cục này mềm nè.
Nhai nó giòn sườn sật luôn á. Dạ. Ba em học găng à. Chín rồi. Dài dữ quá. Nó giòn sần sật luôn á. Nè cái sớ thịt gà nè. Nè, ngon. Ăn cái gì mà quá ngon. Trời ơi, cái nồi của Thái Công nè. Cái cục gì đây? Ghê vậy. Cái chảo Thái Công mà cục gì vậy? Để lên. Ủa, chưa bỏ của hành vô nó nổi. Quên bỏ hành. Chín chưa mẹ? Bơ bát bếp gà chưa? Chưa. Mì bơ sữa đặc biệt thơm ngon giòn. Bánh tà heo. Ủa, ô bánh tà heo mà bánh mì bơ sữa à. Lẩu ra nồi hầm xả. Mát không ngọt quá. Trời 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 trời. Không đi. Không tét đây à. 2, 3, cười. Được chưa? Chưa chưa. Cười lại. Ờ, kiểu khác đi, kiểu khác đi. Kiểu khác hả? Ờ. Không, còn kiểu nào đâu. Kiểu gì le lưỡi đó. Trời. Quá. Bữa nay ngồi cao ghê ha. Nguyên tôi vậy tại. Nay mới 8 rồi. Tiếp thì mời cả nhà cùng mình với mẹ với bé Phú. Ăn ăn ăn. Chào cả nhà, các bạn con cái trong đống nước. Hôm nay cô Duy Như làm hầm lẩu gà nồi hầm xả rồi xong nè, mời các bạn con cháu dùng với cô với Như với Phú nè. Mẹ ăn màu nào? Nhỏ. Phú ăn màu nào? Ăn màu vàng. Màu vàng hay màu cam? Vàng. Màu này là biết màu gì không? Màu cũng màu của trứng. Đúng vậy. Hy vọng. Màu này là màu cà rốt. Còn mình sẽ ăn màu xanh rau muống. Màu trứng ăn ngon nhất. Rồi bây giờ gia đình mình sẽ ăn nha. Cho con cục này đi. Cho nào có thịt nhiều đi. Nhiều xương mà. Thôi cho con cục xương con cạp đi. Dài dữ lắm á. Ăn thịt nào, thịt này không nè. Thôi ăn cục mấy cục này mới ngon. Xương không? Dạ. Ăn cái đó có thịt. Thì nó khoái. Ăn cục thôi rồi được rồi. Thịt có xương. Thịt xương rồi. Ăn cái mề không? Thôi. Ăn cái gan không? Thôi. Nhớ cái gan là nhớ tới cái gì hoài. Sao ạ? Nó thích ăn cái gan. Bớt luôn. Để lâu cũng được. Nó nóng quá. Để cho nó chín gạo hết ạ. Mấy gạo ạ? Múc em vô miếng nước rồi. Đây.
rau không? Nãy giờ múc nước chưa? Múc nước mà nó đang sợ nóng quá nó. Thì miếng nó lại. Rồi rồi. Rồi bắt lửa. Ok. Mời mọi người cùng ăn với mình với Mỹ Phú nha. Mời nha, mời cả nhà cùng ăn với cô với Phú. Mời mọi người cùng ăn ăn ăn. Ăn đi. Ăn rau nha. Rửa lớn lại nha. Ngọt quá hả? Quá nó có cài không? Thôi giờ sao không thấy cài nãy sao Liêm thấy nó hơi the the ra? Nó cài đâu? Nó cài đâu? Ngon không? Giờ ngon. Sao vô đây chán dữ rồi? Vô đây nó có cái giường cây bớt đó. Bớt bớt ha. Nãy giờ quá đầy chén luôn rồi. Phú là nó bụng dữ. Mà. Ăn đi thấy gì học. Cô chan ít lên cho nó mau nguội đó, ăn cục thịt giảm. Không, tại mì này nó dạ. Nguội, nó nguội rồi. Nó dài hẳn rồi. Khỏi còn trộn dầu à? Không. Mì này mình để nó nguội, cái mình chan nước thôi vô rồi nó cũng nguội bớt miếng rồi. Cái này lẩu gà hầm rồi. Lẩu gà hầm xá. Ừ. Lẩu gà hầm. Ừ. Ăn bông mướp nó ngọt quá ha. Mình đi làm hết chắc mì rồi đó. Hả? Mới là chị ba ăn hết chắc mì rồi đó. Ủa mới cài. Hai chớp còn á. Cài. Còn không? Cài. Cài dữ luôn không Phú? Ừ. Hai chớp à. Cao cô nói gì? Dưới đây, cây dưới. Đàn, binh đang ăn nó tới cái. Ồ, cay rồi. Phải thổi gao rồi ăn liền. Cái da này nó ăn cái giòn, cái chen như là mình ăn cái gân vậy đó. Là mập rút luôn. Nó cay chứ gì? Cay dữ lắm rồi. Ha, chết à. Cái tét miệng. Vậy vậy muốn tét đây rồi. Lâu quá cho Phú ăn muối ớt của mình sẽ nhớ mình. Chảo gì ăn gì. Để quên mình à. Muối ớt ăn muối ớt rất là cay. Ớt siêu cay luôn á. Lâu rồi nó đâu xuống đây ăn đồ ăn mình nấu đâu, bữa nay cho nó một chuyến không quên. Để vài bữa nó có nghỉ học mình sẽ làm một cái nồi lẩu mì cay đãi nó tiếp. Lẩu mì cay hả? Ừ. Ngon rồi. Người ngăn hả? Ừ. Người bên. Đúng mà một người một bên. Khỏi ai dành ai hết. Đổ hũ ớt bột đâu. Ăn cay tê lưỡi luôn mà. Ai? Hũ á. Con đổ, con đánh múc miếng vô cho cay cay thôi. Mà đổ nó ợt vô nguyên một phép luôn. Còn dai hả? Còn dai. Hâm, cái gân mềm rồi. Nó hơi mềm rồi. Hầm đủ. Hấp chưa? Cay hay gì vậy? Nước quá ngọt ông ơi. Tưởng ăn quá chắc cay chứ. Ai dạ, chị ăn tới cũng hệt. Dạ, mềm hơn nãy rồi. Hệt hả? Ừ. Thêm hai trái đổ vô tiếp tục. Nó hết dài rồi. Nãy dài ngắt luôn. Dài. Dài nhà chọn qua chẳng hạn. Khó hút. Thịt bò mà. Thịt gà này nó dài như thịt bò. Không thấy rõ ròng luôn hả? Nấu không teo. Ừ, thịt gà mềm. Cục thịt rồi coi. Ngộ hai ức trắng mấy kia đùi xì nó đỏ. Trong mớ cà ăn trong. Phú chăm mưa hả? Cay quá rồi hả? Cái này phải dùng cay quá hả? Dùng đũa không có mớ không cay.
Dạ. Bình thường nó nổ dữ lắm. Nay nó bị tét bô rồi. Tét bô, gạo ăn mụn nhiều quá, không cay nữa. Ừ. Giảm cay rồi, món thấy mụn mà sang cay tiếp. Thịt hơi dễ. Da thịt xé như vậy. Dùng đũa vậy, nhanh xé ra. Chấm ghê vậy? Chấm ghê vậy? Ăn mà trợn mắt ghê vậy? Ăn cho múc bao độc lạ mà. Quang ghê. Vô nè. Quang ghê vậy? Bây giờ nó đã mềm mà nha. Nó mềm hơn hồi nãy khá là nhiều rồi đó. Hồi nãy là hai chị em là cắn không đất cơ. Không chạy 2 tiếng hả? Ừ, cả 2 tiếng đó. Trời ra sai rồi nè Phú. Đúng rồi. Họ cắn ở hoài. Con chó nó vậy á, nó bị cô quýnh hoài rồi, nó không tạo. Nước này ngọt hấp thơm hả? Ngon thiệt luôn á trời. Lớp nào đu đủ nó ra, còn lớp nào gà nó ra nữa. Cục mày ngon nè. Đây. Cái này có xương trong nè. Đùi á. Cái đùi nè. Đây. Mệt ghê luôn á. Rồi ăn hai cục này ngon. Bỏ mì vô. Giờ ăn thịt hả? Thơ chân thịt đi. Rồi hấp nước rồi lấy mì vô. Ghê vậy? Cô mớ ở đây cô chứ nè. Sáng giờ cô chưa ăn. Rồi ăn đi. Mấy cái chuối sáp không à? Sáng giờ cô chưa ăn. Sáng giờ cô phải ăn. Sáng giờ ăn chuối uống nước không à, giờ mới ăn nè. Giờ ăn lẩu thì biết chưa. Giờ mới ăn thiệt hả? Chê mớt là gai hả? Đây. Trời ơi. Bông nước lào thảo. Ừ. Qua không hoa hộp à. Cô ăn đó thôi vậy. Cô sẽ ăn miếng thịt nữa. Ăn đi. Hồi chứ cứng hay ngon không có bị ngán nha. Đâu mỡ. Ngon thì cũng không có bị mỡ hay bị gì á. Săn chắc. Thịt này gà này 3 kg mà. 3,5 kg á. Ghê vậy. Bằng bỏ lông vậy. Bỏ lông bỏ ruột chứ. Ừ. Ngon. Giống như lặn gà chạy bộ vậy á. Thấy không? Cái đùi nó săn chắc phải không? Con gà này cái chó cặp tạ. Con gà cặp ghim á. Con gà này được ăn thịt bò ấy nha, nuôi nó bằng thịt bò ấy nha. Bò như thịt bạc. Ừ, nó ăn đồ xịn không mà. Bởi vì mình ăn nó mới cho nó ra trường đá nổi. Ghê à? Ừ. Rồi hôm nay nó hết đá nổi rồi. Này, nó yếu à. Nó bị cụ á. Cho nó vô gà hầm thả. Cái da nó mình ăn giống như là... cái rau câu rồi. Giòn sừng sật cô. Cái này là sớ thịt ít gà nè. Mà bình thường á, nó sẫm thì nè. Mà giờ nó ngon ghê không. Con gà này mặc dù già nhưng mà nó vẫn 10 điểm nha. Ngon. Ừ. Bởi vì sao ngoài tiệm ta thích đi ăn lẩu gà đá ghê ha. Ừ. Nó dai đó. Dai rồi. Đã cũng nấu cái vậy chứ đâu nấu ruột. Ruột sao vậy? Nó gục là người ta chê, không phải gà đá. Ngon quá trời ngon.
Hấp nước này ghiền quá. Mà ăn dài đưa cô ăn nha. Rồi. Trời ơi trời ơi. Gá thương. Được được cô gá cho. Thịt ăn ức chân. Dùng gối Việt Nam mà. Thôi. Thôi đó đủ gì cho ăn. Ừ. Đi dài rồi. Ừ ừ. Chấm mưa ớt vô. Ừ ừ. Thịt dai giòn thực sự. Rất ngon. Đừng có gì vậy, đổ giò con, chạp giò con. Thuốc như này, ông ơi. Cần gì ăn, cần gì. Ai? Cái chào. Có ớt không? Đó là cay. Cái cô. Ngon bụng luôn nè. Dạ. Ừ, dạ thật cái mềm dữ à. Ê, giờ mình theo luôn. Mấy chỗ mưa mình chắc có 13 nha. Hấp gì chấm nào? Hả? Hấp gì chấm nào? Nước. Tỷ hả? Mường đám khu dân đổ thế. Có tỷ nè. Trời buồn trời đổ cơn mưa. Làm dắt mì nữa nè. Dạ. Có gì đâu, cứ gì vậy. Ờ, có cục lưỡi luôn nè. Ăn đi. Cái quýt cái chắc chín. Thôi hầu chín quá. Lâu vàng nữa vậy. Trước con mình cho ngủ ra không? Gì vậy? Nóng. Cái da còn cổ nè. Giòn như da trâu hả? Hơn da heo. Da bò. Ừ, cả da bò. Cái giòn thường sực luôn. Mặn lắm. Con tỉ dùm ra chà. Ừ. Ăn nơi gà. Gà phải ăn tỉ. Gà non nữa. Không không. Mà. Tỉ nó gà hả? Gà gà mới ăn. Có ăn gà còn bé thôi. Cái này đâu phải bên lao cái xèo đâu.
Đâu? Nó lấy bột ông tỷ. Dạ. Lấy con giác mì vô ăn. Con ngon rồi. Con ngon rồi. Ngon. Sẻ khô. Uống nước quá trời rồi. Đổ con ăn hộp. Quá ngon, quá no. Ừ. Lẩu gà nồi thì lẩu gà gòn này thì ăn khá là ngon nha. Gà thì nó dai dai, ngọt ngọt, săn chắc. Rất ngon. Rất ngon. Bây giờ Phú đã căng cái bụng rồi. Lâu lâu ăn lẩu gà nồi hầm sả các bạn, rất ngon. Bị gà nồi này nó cũng già ngày tháng rồi, thịt nó chắc, nó dai, ăn giòn sực sực ngon. Với rau củ nữa là thêm rất ngon các bạn. Ngon muốn bể bụng luôn vậy á. Căng bụng rồi. Tới đây cũng vài cô xin tạm dừng đây ha. Các bạn thấy yêu thích cô với Như Phú hãy đăng ký like cho cô Như Phú like, đang có động lực ra video ngon mới nhất nữa cho các bạn xem nha. Hổm rày Phú mất học bài thi đồ rồi nó không có xuống vô video này, mới xuống vô video nè. Các bạn nhớ ủng hộ cô với Như Phú nha. Yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye, bye.